Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch cô giáo. Kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay Nguyên Thải có buổi chia sẻ Phật pháp. Nguyên Thải xin chia sẻ cái đề tài là điều kiện vãng sanh. Thì đây là một cái nội dung ở trong cái câu hỏi của Pháp Sư Tịnh Không. Thì có người hỏi Pháp Sư Tịnh Không rằng á, trong kinh A-di-đà Diệu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói chỉ cần tịnh nguyện thật sự đầy đủ, tán niệm cũng có thể vãng sanh. Như vậy có phải mâu thuẫn với cách nói công phu thần phiến là yêu cầu thấp nhất của vãng sanh không ? Tức là người này hỏi Pháp Sư Tịnh Không rằng á, là trong kinh A Di Đà Diệu Giải của ngài Ngẫu Ích thì có nói rằng là chỉ cần tịnh nguyện thật sự đầy đủ thì tán niệm cũng có thể vãng sanh. Còn Pháp Sư Tịnh Không thì nói rằng á, công phu thần phiến là yêu cầu thấp nhất của vãng sanh. Vậy như vậy thì hai cái câu nói này có mâu thuẫn với nhau hay không? Thì Pháp Sư Tịnh Không ngài trả lời rằng là không mâu thuẫn. Ngài nói rằng công phu niệm Phật thần phiến là bạn có thể tự tài vãng sanh. Còn đầy đủ tín nguyện tán niệm cũng có thể vãng sanh, đây là điều kiện thấp nhất để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên còn nhiều người nghe pháp của Pháp Sư Tịnh Không rồi bắt đầu chúng ta cảm thấy rằng là làm không được, tại vì ngài nói rằng là công phu thần phiến mới vãng sanh. Thì chúng ta thấy rằng mình niệm Phật còn tán tâm nhiều, vọng tưởng nhiều, làm sao vãng sanh đây? Chúng ta không còn hy vọng nữa. Nhưng mà thực sự ra mà nói, ngài Tịnh Không ngài giảng pháp là cũng tùy căn cơ của mọi người để mà nói. Ngài nói công phu thần phiến mới vãng sanh là để nói cho ai? Nói cho những người họ có thể làm được công phu thần phiến. Đúng không? Còn á, đối với cái người mà làm không được thì ngài cũng hay nói tín nguyện cũng có thể vãng sanh. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ tín nguyện là chúng ta được vãng sanh. Như ngài Ngẫu Ích ngài nói. Ngài Ngẫu Ích ngài nói rằng là được vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Còn vãng sanh phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên chúng ta phải nhớ, chỉ cần có tín nguyện là chúng ta vãng sanh. Tín ở đây tức là gì? Chúng ta phải có cái niềm tin. Ngài Ngẫu Ích ngài nói rằng á, tín có 6 loại. Một là tín từ, hai là tín tha, ba là tín nhân, bốn là tín quả, năm là tính sự, sáu là tính lý. Tin vào, từ tính ở đây tức là gì? Tức là tin vào chính mình. Mình niệm Phật thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Đó chính là cái niềm tin vào bản thân mình. Tin vào bản thân mình là quan trọng nhất. Mình tin mình
thì mình sẽ không được vãng sanh. Cho nên trong cái niềm tin đầu tiên là tin vào bản thân mình. Phật A Di Đà ngài đã phát nguyện rồi, ai niệm ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn. Cho dù 10 niệm lúc lâm chung ngài cũng tiếp dẫn. Cho nên ngài đã phát nguyện rồi thì việc của mình là gì? Lo niệm Phật. Việc của mình là niệm Phật, còn việc của ngài là tiếp dẫn. Cho nên có nhiều người tu mà cứ sợ ngài không tiếp dẫn. Cái việc của mình á là lo niệm Phật, còn việc tiếp dẫn là việc của ngài. Mà mình đi lo cái việc của ngài, mình sợ ngài không tiếp dẫn, tức là mình đi lo cái việc của ngài. Mình sợ ngài không tiếp dẫn, rồi cuộc mình niệm Phật, rồi cuộc ngài không tiếp dẫn thiệt, đúng không? Còn nếu như chúng ta cứ lo cái việc của mình là niệm Phật đi, còn cái việc mà tiếp dẫn là việc của ngài, thì mình niệm Phật thì ngài tiếp dẫn. Đó. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta phải có cái niềm tin vào bản thân mình. Chúng ta niệm Phật để vãng sanh, chúng ta tin rằng khi chúng ta xả báo thân này rồi, chúng ta được về cực lạc. Đó chính là từ tính hay là tin mình. Rồi cái niềm tin thứ hai là gì? Tịnh tha, tức là tin vào Phật A Di Đà, tin vào Phật Thích Ca. Tin Phật Thích Ca là nói lời chân thật. Tên Kinh Di Đà, tên Kinh Vô Lượng Thọ, tên Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca đã nói cho chúng ta biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong đó có một cái lời nguyện thứ 18 là gọi là bổn nguyện, tức là nguyện chính. Ngài nguyện rằng chúng sanh ở trong 10 phương nghe danh hiệu của ta, một lòng tin ưa, muốn sanh về nước của ta, tu cả công đức, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước của ta, cho đến niệm danh hiệu của ta, cho dù 10 niệm lúc lâm chung ta cũng tiếp dẫn về thế giới của ta. Trừ hàng người phỉ báng chánh pháp và tạo tội ngũ nghịch. Tức là chỉ cần chúng ta tin thật sự muốn về Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta cho dù niệm 10 niệm lúc lâm chung, ngài cũng tiếp dẫn chúng ta. Trừ cái người mà phỉ báng chánh pháp. Đương nhiên là cái người mà họ đã phỉ báng chánh pháp rồi thì họ sẽ không niệm Phật. Cộng thêm tạo tội ngũ nghịch nữa. Còn trên kinh Phật nói rằng cái người mà tạo ngũ nghịch vẫn được tiếp dẫn. Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Năm cái tội này là chết rồi là sẽ đọa vào địa ngục A-tỳ, địa ngục vô gián. Nhưng mà người này lúc lâm chung quay đầu niệm Phật 10 niệm cũng được vãng sanh, hà phẩm hà sanh. Cho nên quý vị thấy, ngũ nghịch thập ác mà Phật còn tiếp dẫn, huống gì chúng ta. Cho nên Nguyên Thái thường hay nói, chúng ta mà niệm Phật thì ít nhất là mình cũng là người mà tệ nhất, cũng là hà phẩm chúng sanh. Còn hà phẩm hà sanh là dành cho ngũ nghịch thập ác. Mình là Phật tử, chẳng lẽ mình đi tạo tội ngũ nghịch? Ít người mà tạo ngũ nghịch lắm. Mà ngũ nghịch Phật còn cứu, huống gì chúng ta không tạo tội ngũ nghịch thì làm gì có chuyện Phật không cứu chúng ta. Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta có niềm tin hay không. Tin vào Phật Thích Ca, nói lời chân thật. Tin vào Phật A Di Đà, phát nguyện chân thật.
Tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin có Phật A Di Đà, gọi là tịnh tha. Rồi mình tin cái gì nữa? Tin nhân, tin quả. Tin nhân ở đây là gì? Niệm Phật là nhân, thần Phật là quả. Người tu chúng ta phải tin nhân quả. Làm ác thì phải chịu quả báo ác. Làm lành thì được quả báo lành. Chúng ta sống giữa cuộc đời này, chúng ta phải tin vào nhân quả. Khi mình tin vào nhân quả rồi thì chúng ta không còn buồn giận hờn trách nữa. Tại sao vậy? Tất cả đều là nhân quả. Mình bị người ta chửi, bị người ta mắng, bị người ta đánh đập cũng là nhân quả. Tại sao không chửi ai mà chửi mình? Đúng không? Tại sao người đó cũng là một người đó mà họ đối xử với ngài người khác thì tốt mà đối xử với mình thì tệ? Cũng là do cái nhân duyên của mình đối với họ. Trong quá khứ mình đã từng đối xử tệ với họ, bây giờ họ đối xử tệ với mình. Cho nên bây giờ mình bị như vậy thì mình hoan hỷ, mình không có than van nữa, mà mình chấp nhận, mình sám hối, mình tu tập, mình hồi hướng công đức cho họ. Từ 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 nghiệp nó chuyển rồi thì mình sẽ không còn bị nữa, không còn bị người ta đối xử tệ với mình nữa. Đó. Cho nên phải tin nhân quả. Và cái nhân quả cao nhất là gì? Niệm Phật là nhân, thần Phật là quả. Đó. Rồi phải tin gì nữa? Tin sự, tin lý. Sự ở đây tức là gì? Sự ở đây tức là hiện tượng, sự vật. Ví dụ như chúng ta phải tin rằng phải có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Phật A Di Đà, gọi là tin sự. Còn tin lý ở đây tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà cũng là từ tâm mình mà ra. Tâm mình tình thì thế giới sẽ tình. Còn nhiều người á, chấp lý mà bỏ sự. Dù như họ nói rằng là từ tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Di Đà chính là từ tánh của mình, tịnh độ chính là tâm của mình. Làm gì có chuyện có thế giới Tây Phương Cực Lạc ở phương Tây, cách thế giới của chúng ta hơn 10 muôn ức cõi Phật. Họ nói như vậy gọi là chấp lý mà bỏ sự. À, có sự mà cũng có lý. Có sự tức là thật sự có Tây Phương Cực Lạc, có Phật A Di Đà ở hướng Tây của thế giới chúng ta, cách thế giới của chúng ta hơn 10 muôn ức cõi Phật. Đó chính là sự. Còn lý là gì? Lý đó chính là tất cả đều do tâm tạo. Ví dụ như có nhiều người họ cũng nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc cách thế giới của chúng ta hơn 10 muôn ức cõi Phật. 10 ở đây tức là thập thiền. Nếu như chúng ta hành thập thiền thì chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy là nói lý. Còn sự là thật sự có. Đúng như trên kinh Phật nói. Cho nên người tu chúng ta phải tin, tin sự, tin lý. Lý là đạo lý, sự là hiện tượng, sự vật. Đó. Cho nên mình phải có cái niềm tin như vậy.
Tin rồi sao nữa, mình phải phát nguyện, phải thật sự muốn về cực lạc. Phải tha thiết muốn về cực lạc, không còn tham sống sợ chết nữa. Nếu như mà Phật tiếp dẫn đi ngay bây giờ mình cũng đi luôn, không còn chần chừ gì nữa, thì gọi là phát nguyện. Còn có nhiều người á, chúng ta niệm Phật á, nhưng mà sao? Niệm Phật nhưng mà sợ chết. Niệm Phật thì niệm Phật, nhưng mà bị bệnh ung thư một cái thôi là khóc bù lu bà loa. Rồi là Phật bắt đầu là khóc lóc, năn nỉ Phật ơi cứu con chưa muốn chết. Phát nguyện vãng sanh mà sắp vãng sanh rồi mà lại không muốn đi thì đó chính là giả, không phải là thật. Rồi bắt đầu sao? Nghe chỗ này, chỗ kia bắt đầu đi cầu cứu, đi hết bệnh viện này tới bệnh viện nọ, rồi đi hết thầy này tới thầy nọ, thậm chí là thầy pháp, thầy bùa, thầy nào cũng đi, đi đến khi nào mà đi không nổi nữa thì về. Về thì còn thở được mấy hơi thở nữa là chết, làm sao vãng sanh? Sắp chết rồi mới chịu về nhà mới chịu niệm Phật. Lúc đó niềm không nổi nữa, lúc đó cái tâm sợ chết nó chiếm cái tâm của mình rồi, làm sao chúng ta vãng sanh được? Cho nên người tu mình phải làm sao đừng có sợ chết. Mình phải biết rằng á, sợ cũng chết, không sợ cũng chết. Tại sao chúng ta phải sợ, đúng không? Sợ mà không chết thì nên sợ, đúng không? Con sợ cũng chết, quý vị coi từ xưa tới nay có ai mắng chết không? Ai rồi cũng phải chết rồi đó. Sống 100 tuổi rồi cũng phải chết. Người nào mà sống cao lắm thì 100 tuổi, hơn 100 tuổi. Còn đa phần là sao? 40-50 tuổi, 50-60 tuổi. Ai rồi cũng phải chết hết, từ xưa tới nay ai cũng phải chết hết. Cho nên cái đó mình sợ rồi cũng vô ích, sợ rồi cũng phải trải qua. Vậy thì tại sao chúng ta không lo niệm Phật đi? Giống như mấy bữa nay Nguyên Thái có đọc mấy cái câu chuyện cũng rất là hay, có 2 câu chuyện của các vị đồng tu đăng ở trên Facebook, Nguyên Thái thấy rất là hay. Có một cái ông cù là bố của một cái vị đồng tu đó. Ông này ông cũng già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Và ông cũng là người niệm Phật. Thì trước đây ông cũng bị chướng ngại, chướng duyên. Ông cũng giống như bị oan gia trại chủ vậy đó. Nhưng mà gia đình nỗ lực sám hối hồ niệm cho ông, thì ông đã bây giờ ông tỉnh táo trở lại. Nhưng mà ông cùng cái cảnh giới của ông cũng thấy người âm giống như mình thấy người dương vậy đó. Thì tự nhiên cách đây mấy đêm mà tự nhiên ông chạy qua cái nhà người, chạy qua cái phòng đứa con trai. Thì đứa con trai hỏi là sao giờ này ba không chịu niệm Phật mà chạy qua đây làm chi? Thì ông nói rằng là ông thấy 2 người. Hỏi nó người đó làm sao? Nói một ông thì màu trắng, một ông màu đen.
À, thì cái người con nói rằng á, thì ba cứ niệm Phật đi kệ họ, mình cứ niệm Phật đi. Thì ông nói rằng là ba niệm Phật tự nhiên họ đi rồi. Thì cái người con này mới ngộ ra một ông màu trắng, một ông màu đen là cái gì? Tức là hắc bạch vô thường. Đúng không? Hắc tức là màu đen, bạch tức là màu trắng. Đó. Tức là hai cái ông này gọi là hắc bạch vô thường. Đó. Hai hai còn gọi là đầu trâu mặt ngựa đó. Hai ông này tới để làm gì? Tới để dẫn hồn ông đi. Đúng không? Tại vì ông cách đó mấy ngày ấy, là trước đó là ông đã trợ bệnh rồi, chắc thọ mạng của ông sắp hết rồi. Đó. Cho nên hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa tới dẫn ông đi. Nhưng mà nhờ ông niệm Phật cho nên họ không dẫn được, và họ họ bỏ họ đi. Họ bỏ họ đi thì bây giờ ông khỏe lại. Còn nếu như mà ông mắng niệm Phật thì họ lôi ông đi rồi, họ lôi hồn ông đi rồi. Cho nên mình niệm Phật thì tự nhiên họ muốn lôi mình đi, mà mình niệm Phật thì họ không lôi được, mà Phật A Di Đà tới tiếp dẫn mình nếu như thọ mạng mình hết. Rồi có một cái câu chuyện nữa, đó là cùng một cái người Phật tử này, có một người mẹ. Người Phật tử này biết niệm Phật thì khuyên mẹ niệm Phật, thì bà cũng siêng niệm Phật lắm. Và bà bận mấy lần, bà nói rằng mỗi lần bà bận là bà thấy đầu trâu mặt ngựa. Một người thì đầu trâu, một người thì mặt ngựa. Gọi là hay còn gọi là hắc bạch vô thường đó. Nhưng mà họ tới bà niệm Phật là tự nhiên họ đi. Mà ba bốn lần như vậy. Và cái lần cuối cùng á, bà nói rằng á, bây giờ bà không còn thấy đầu trâu mặt ngựa nữa, mà bà thấy hai vị mà mặc áo giáp đứng hai bên. Thì cái người con này mới biết rằng là đó chính là gì? Đó chính là hai vị hộ pháp. Đúng không? Khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta thật sự niệm Phật thì chúng ta sẽ có hai vị hộ pháp bảo hộ chúng ta, đầu trâu mặt ngựa không đưa chúng ta đi được. Mới đầu thì niệm Phật chưa chuyên nhất thì đầu trâu mặt ngựa, thấy đầu trâu mặt ngựa tới dẫn đi. Một lần trợ bệnh là thấy đầu trâu mặt ngựa. Gọi là ngu đầu mã diện. Ngu đầu tức là đầu trâu, mã diện tức là mặt ngựa. Đó. Là hai vị này gọi là hắc bạch vô thường. Mà thế gian thường hay nói đó. Thì mỗi lần trợ bệnh là thấy đầu trâu mặt ngựa tới dẫn đi, nhưng mà niệm Phật rồi họ bỏ họ đi. Và cuối cùng lại khi mà đã niệm Phật được, có tín nguyện rồi, thì bây giờ không còn thấy đầu trâu mặt ngựa nữa, mà bây giờ thấy hai vị hộ pháp đứng hai bên, mặc áo giáp thân màu vàng đứng hai bên để bảo hộ cho chúng ta. Cho nên người tu mình á, chúng ta gặp bất cứ chuyện gì đều niệm Phật, tha thiết niệm Phật. Dù như mình bị bệnh, tu mà bị bệnh mà cảm thấy cái bệnh này là bệnh nan y rồi, bác sĩ không trị được nữa, thì mình nên xin bác sĩ về nhà để mà niệm Phật. Đừng có tham sống sợ chết nữa. Mình phải nói với gia đình, bàn với gia đình, nói rằng bây giờ bệnh này bác sĩ không trị được, thì mình xin về niệm Phật để mà vãng sanh. Cho mình về niệm Phật để mà vãng sanh. Và chúng ta rất là hoan hỷ, hân hoan. Tại vì chúng ta sắp được về nhà rồi. Sắp được vãng sanh rồi. Chúng ta không có gì phải buồn.
Thì người như vậy mới là người vãng sanh. Không? Còn chúng ta niệm Phật á, niệm Phật thì hay lắm, miệng thì nói hay lắm. Hỏi nói tu cái gì? Nói tu tu niệm Phật. Tu niệm Phật để làm gì? Để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi họ hỏi khi nào vãng sanh? Nói chưa chưa chưa, từ từ từ. Tôi chưa muốn chết. Đúng không? Mình phải, người ta hỏi như vậy, hỏi khi nào vãng sanh thì mình phải khẳng định với họ khi nào Phật rước thì vãng sanh. Không? Đi liền ngay bây giờ cũng được nữa. Nếu họ hỏi khi nào vãng sanh thì là bắt đầu là bắt đầu là chối, là tôi chưa muốn vãng sanh. Như Pháp Sư Tịnh Không ngài nói rằng đó, nếu như mà có cái khóa tu nào mà 7 ngày vãng sanh chắc không ai dám tới tu. Hoặc là được vài người thôi. Tu niệm Phật vãng sanh, nhưng mà có cái khóa tu mà Phật A Di Đà ngài nói rằng là tu sau 7 ngày thì ta sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn nhiều người cũng dám. Không? Có người thì dám, người nào mà thật sự muốn vãng sanh thì người đó dám. Nhưng mà có nhiều người cũng cũng dám. Cho nên là mình vãng sanh chỉ cần chúng ta có tịnh nguyện là vãng sanh. Cho nên vãng sanh thực sự ra mà nói cô giáo hay nói khó, đúng là khó nếu như chúng ta không có tịnh nguyện. Nhưng mà dễ cũng dễ, nếu như chúng ta có tịnh nguyện rồi thì vãng sanh có gì khó cả. Quan trọng là ở nơi mình, khó hay dễ là do mình. Chỉ cần chúng ta có cái niềm tin vào Phật, chúng ta tu, chúng ta cứ để Phật sắp xếp an bài đi. Cái việc của mình là việc tu, còn cái việc vãng sanh là việc của Phật lo. Còn đa phần chúng ta cứ việc mình thì không lo, mà lo việc của Phật. Đúng không? Việc mình là việc niệm Phật, còn việc vãng sanh là việc Phật lo. Vậy mà chúng ta thì niệm Phật ra thì không lo, mà lo cái gì? Lo có được vãng sanh hay không. Cho nên chúng ta tu làm sao mình cứ để Phật Bồ Tát an bài đi. Các vị tổ nói rằng á, người niệm Phật vãng sanh ngay bây giờ cũng được, mà sống thêm 100 năm nữa cũng được. Tức là mình phải có cái tâm như thế nào? Mình phải có cái tâm á, đừng có cầu sống lâu. Đi ngay bây giờ cũng được, nhưng mà cũng đừng có cầu mau vãng sanh. Tâm đó cũng là tâm ma, khi nào vãng sanh thì vãng sanh. Thế có nhiều người niệm Phật rồi bắt đầu muốn vãng sanh sớm. Bắt đầu nhìn đói. Nhìn đói để mà chết, để mà vãng sanh. Như vậy cũng không được. Hoặc là ngày xưa cũng có một vị tăng đó, ông muốn vãng sanh, ông leo lên trên núi, ông nhảy xuống. Ông nhảy xuống, ông từ từ để mà vãng sanh. Mình nhưng mà nhảy 2-3 lần không chết, mà gãy tay gãy chân. Cũng mệt, đúng không? Cứ duyên nó chưa đến, cứ sống thì cứ tu đi. Sống một ngày niệm Phật một ngày, còn khi nào mà thọ mạng tới, khi nào mà duyên tới thì vãng sanh thôi. Đúng không? Thế ông có một cái vị này, ông cứ ông muốn vãng sanh sớm. Ông tha thiệt quá, ông cứ lên núi ông nhảy xuống. Ông nhảy 2-3 lần không chết mà còn gãy tay gãy chân nữa thôi. Từ đó đi ông ngộ ra rồi, ông không nhảy nữa. Mà ông lo tu, tu một thời gian sau ông cũng được vãng sanh. Thò mà ông tới thì ông cũng được vãng sanh. Đúng không? Cho nên là mình cũng phải, người người tu mình phải giữ cái tâm trung đạo.
Người tu mà muốn sống lâu cũng được vãng sanh, mà muốn vãng sanh sớm cũng được. Đúng không? Sống thì một ngày thì niệm Phật một ngày, còn thọ mạng tới thì hoan hỷ về Tây Phương Cực Lạc. Gọi là cái tâm như vậy, gọi là tâm trung đạo. Chứ không phải là mình tu rồi mình muốn vãng sanh sớm rồi mình từ từ, hay là mình nhìn đói để mình chết để mình vãng sanh, không được. Còn nhiều người bệnh đau quá rồi bắt đầu muốn vãng sanh sớm, bắt đầu không ăn để vãng sanh. Nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc, người như vậy chưa chắc vãng sanh. Tại vì có khi mình cái tâm của mình, tâm gọi là muốn mau. Tâm như vậy cũng là tâm ma. Người xưa gọi là dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì không được. Cái gì cũng phải có nhân duyên, thời tiết nó tới, đủ duyên thì vãng sanh. Cho nên cứ sống thì cứ tu, đừng cầu sống lâu. Mà khi nào thọ mạng tới thì theo Phật A Di Đà. Giống như người xưa nó đang làm gì? Làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Đúng không? Chúng ta sống một ngày thì chúng ta cứ niệm Phật một ngày. Người niệm Phật chúng ta thì sống một ngày thì cứ niệm Phật một ngày. Còn thọ mạng tới thì theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc, vậy thôi. Cho nên chỉ cần chúng ta có tín nguyện là chúng ta vãng sanh. Tán niệm cũng vãng sanh, niệm Phật mà còn vọng tưởng, nhưng mà có tín nguyện vẫn được vãng sanh. Nhưng mà phẩm vị thì thấp, chúng ta phải nhớ phẩm vị thấp. Còn nếu như người nào mà giỏi hơn, mình có thể mình niệm Phật thần phiến. Như trên Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì vãng sanh phẩm vị cao. Công phu thần phiến là gì? Là nhất tâm bất loạn hạ phẩm. Thì cái người như vậy là sao? Phẩm vị họ là thượng phẩm. Cho nên Kinh Di Đà là dạy cho chúng ta tu niệm Phật để về thượng phẩm thượng sanh. Cho nên quý vị thấy Kinh A Di Đà là Phật nói với ai? Nói với Ngài Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất là người như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Người có người trí tuệ đệ nhất. Cho nên Phật dạy niệm Phật vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Còn Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ thì Phật nói với Ngài A Nan. Ngài A Nan thì căn tịnh giống như chúng ta. Ngài là người xuất gia. Học rộng hiểu nhiều. Nhưng mà tu thì chưa chứng. Phật nhập Niết Bàn rồi mà Ngài A Nan vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Ngài thì hiền như vậy. Cho nên mà khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi á, là đệ tử của Đức Phật á, kết tập kinh điển lần thứ nhất, thì kết tập kinh điển phải có Ngài A Nan. Tại vì Ngài A Nan là những gì mà Đức Phật nói là Ngài A Nan Ngài thuộc hết. Nhớ không sai một chữ. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, Ngài A Nan Ngài nhớ hết không sai một chữ. Thì muốn mà kết tập kinh điển thì phải có Ngài A Nan. Nhưng mà Ngài A Nan chưa chứng quả thì làm sao? Cho nên Ngài Ca Diệp mới nói rằng là muốn mà tham dự vào cái đại hội kết tập kinh điển này thì Ngài A Nan phải chứng quả mới cho vô. Thì Ngài A Nan ngài cũng buồn, Ngài cũng khóc.
Tại vì chưa chứng quả cho nên chưa cho vô kết tập kinh điển. Mà kết tập kinh điển không thể nào không có ngài A-nan. Tại vì chỉ có ngài A-nan mới nhớ hết lời Phật dạy thôi. Ngài tùng tuyên lại, ngài nói lại. Thì rồi rốt cuộc là ngài A-nan, ngài nỗ lực, ngài tu, ngài chứng quả. Ngài chứng quả thì ngài nói rằng là ngài đã chứng quả rồi, ngài có thể vào được. Thì ngài Ca Diệp nói rằng chứng quả rồi thì có thể tự vào, không cần mở cửa. Vì lúc đó có thần thông rồi, thì lúc đó không cần mở cửa, ngài A-nan có thể vào. Đó chính là cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất. Đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ là Phật dạy chúng ta niệm Phật. Dạy cho những người xuất gia căn tịnh bình thường niệm Phật. Thượng phẩm cũng có, trung phẩm cũng có, mà hạ phẩm cũng có. Cho nên trên kinh Vô Lượng Thọ là có một cái phẩm gọi là gì? Tam bội vãng sanh. Tam bội ở đây tức là gì? Là ba bực vãng sanh. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phật dạy cho bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy là một vị hoàng hậu, mà con của bà chính là vua A Xà Thế, là đứa con nghịch tử. Diệt cha hại mẹ, kết cấu với Đề Bà Đạt Đa để mà phá Phật. Rồi đem vua cha giam vào trong ngục tù cho đến chết. Cho nên bà Vi Đề Hy bà quá đau khổ. Bà tới bà bật về Phật: con thấy rằng cái thế giới này quá khổ rồi, con muốn đến một cái nơi nào mà không còn đau khổ nữa. Thì Phật dùng thần thông cho bà thấy tất cả thế giới trong mười phương để cho bà chọn. Thì bà nhìn thấy thế giới trong mười phương thì bà chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà con muốn sanh về đó, và Phật dạy bà phương pháp để sanh về đó. Thì trong đó có nói đầy đủ hết. Thượng phẩm thượng sanh tu như thế nào, trung phẩm trung sanh tu như thế nào, thượng phẩm trung sanh tu như thế nào, tức là chính phẩm Phật đều dạy cách tu. Muốn về phẩm nào thì phải tu như vậy thì sẽ về phẩm đó. Trong đó có cái phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Thì Phật nói rằng á, một người tạo ngũ nghiệp thập ác, lúc lâm chung sám hối niệm Phật 10 niệm cũng được vãng sanh hạ phẩm hạ sanh. Cho nên kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói cho bà Vi Đề Hy cũng là một người tài gia chúng ta. Mà người tài gia chúng ta thì sao? Đủ thần phần hết đó. Thiền cũng có mà ác cũng có. Cho nên Phật dạy chúng ta tu để về trong chính phẩm đó. Người nào mà tu như thế nào thì được về phẩm vị như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu, mình niệm Phật chỉ cần chúng ta có tín nguyện là chúng ta sẽ được vãng sanh. Và nhớ, quý vị phải nhớ, mình niệm Phật đừng có sợ mình vãng sanh, đừng có sợ Phật không tiếp dẫn. Cứ để cái việc đó Phật làm đi. Còn cái việc của mình cứ tha thiết niệm Phật đi. Mỗi ngày cứ siêng niệm Phật đi. Niệm Phật mà khi nào mà cảm thấy mình không muốn ngủ nữa, ngủ sợ mất niệm Phật, thì người như vậy là dễ vãng sanh. Còn nhiều người niệm Phật đó, Nguyên Thái đọc những cái câu chuyện vãng sanh, còn nhiều người họ niệm Phật đó, họ sợ ngủ. Tại sao họ sợ ngủ? Tại vì họ nói rằng ngủ thì niệm Phật được. Còn mình niệm Phật thì sao? Niệm Phật thì muốn ngủ.
Còn họ là họ sợ ngủ, đúng không? Tức là họ dành thời gian họ niệm Phật nhiều, đúng không? Đương nhiên chúng ta cũng phải ngủ, nhưng mà mình ngủ ít lại, mình niệm Phật cho tới khi nào mình ngủ thì thôi. Thức dậy thì niệm Phật tiếp, đi đứng nằm ngồi gì cũng siêng niệm Phật, tha thiết niệm Phật. Thì người như vậy là người vãng sanh. Gặp bất cứ chuyện gì cũng niệm Phật, đừng bỏ câu Phật hiệu. Cho dù có chết đi nữa cũng niệm Phật, thấy đầu trâu mặt ngựa cũng niệm Phật, thấy ai cũng niệm Phật, thấy oan gia trại chủ cũng tha thiết niệm Phật, thấy Phật cũng niệm Phật, thấy ma cũng niệm Phật, thấy cảnh giới tốt cũng niệm Phật, thấy cảnh giới xấu cũng niệm Phật, tan nhà mất mạng cũng niệm Phật, ung thư cũng niệm Phật, có tiền cũng niệm Phật, không có tiền cũng niệm Phật, nghèo cũng niệm Phật, giàu cũng niệm Phật, con hư cũng niệm Phật mà con ngoan cũng niệm Phật, chồng đối xử tốt cũng niệm Phật mà chồng đối xử tệ cũng niệm Phật. Tức là trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vẫn giữ câu Phật hiệu cho tới hơi thở cuối cùng. Thì người như vậy là người vãng sanh. Còn chúng ta không vãng sanh là do chúng ta bỏ niệm Phật. Đúng, gặp chuyện cái bắt đầu chúng ta không niệm Phật nữa. Chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta trách. Thì do chúng ta không niệm Phật thì làm sao Phật tiếp nhận được. Mình muốn đi thì làm sao Phật kéo mình được. Phật có kéo cũng nổi. Còn mình đã muốn đi, Phật muốn tiếp nhận mà mình muốn đi, thì làm gì có chuyện không vãng sanh. Giống như trong kinh Phật nói rằng á, Phật giống như mẹ, cha mẹ chúng ta vậy. Còn chúng ta là giống như con của Phật vậy. Con mà nhớ cha mẹ nhớ con, thì làm gì mà có chuyện cha mẹ và con không gặp nhau, đúng không? Cho dù con có hư cỡ nào nữa, nhưng mà bực làm cha làm mẹ nào cũng tha thứ hết đó. Chỉ cần con chịu quay đầu về nhà thì cha mẹ giang tay chào đón liền. Chúng ta cũng vậy. Cho dù chúng ta có tệ có hư bao nhiêu nữa, Phật cũng bỏ qua hết đó. Chỉ cần chúng ta chịu về nhà là Phật rước chúng ta liền. Còn bây giờ cha mẹ nhớ con mà con không nhớ cha mẹ, con bỏ cha mẹ, thì bây giờ cha mẹ đi đâu để tìm con đây? Giống như mấy cái đứa xì ke ma túy vậy đó. Nó bỏ nhà nó đi theo bạn theo bè, ăn chơi lêu lỏng, hút chích. Bây giờ mình đi tìm ở đâu? Báo công an tìm cũng tìm chưa chắc đã ra nữa. Mình đi tìm ở đâu đây? Mà tìm nó không chịu về thì làm gì nó? Mà bắt nó về xích nó rồi nó lên nó mới xích nó đi thì mình cũng chịu, đúng không? Cho dù mình có thương nó bao nhiêu nữa, nhưng mà nó không muốn về thì mình thế nào bắt nó về được? Khi nào nó muốn về thì mình nó mới về được. Cũng vậy, chỉ cần chúng ta muốn về cực lạc, chúng ta muốn gặp cha A Di Đà, cha A Di Đà muốn gặp mình, muốn rước mình, còn mình muốn về cực lạc, muốn gặp cha mình, thì mình với Phật A Di Đà trước sau gì cũng gặp nhau. Cho nên trên kinh Phật nói rằng nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mỗi ngày chúng ta nhớ Phật, chúng ta niệm Phật, thì không hiện tại tương lai nhất định chúng ta cũng thấy Phật. Cách Phật không có xa. Còn chúng ta không vãng sanh là tại vì chúng ta không nhớ Phật, không niệm Phật, chúng ta không thật sự về nhà thôi. Cho nên về nhà là do chúng ta chịu đi hay không. Còn Phật A Di Đà, ngài không có phân biệt ai hết. Tâm của ngài rất là bình đẳng. Người xấu, người tốt, người đẹp, người giàu, người nghèo, người như thế nào, cho dù là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, ngài cũng phân biệt. Chỉ cần muốn về thì ngài rước. Cho nên quan trọng là chúng ta có chịu về hay không. Cho nên hy vọng rằng tất cả
đạo tràng chúng ta tha thiết muốn về cực lạc, để khi xả báo thân này rồi chúng ta gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này chúng ta cũng đã hết giờ rồi, mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, chứng minh gia hộ. A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân các ngài chư Phật chư Bồ Tát, xin tri ân các ngài hộ pháp, xin tri ân cô giáo và tri ân tất cả quý Phật tử đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúc tất cả quý vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ sau. A Di Đà Phật.